Trần Trường Phong bến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau đầu tiên hết là tin chiến sự của ukraine và nga nga đã vây chặt thành phố lớn hàng thứ hai của ukraine cùng một lượt tỳ đoàn xe quân sự của nga đã tiến gần thủ đô kiev Bản tin mới nhất từ Ukraine cho biết là Nga đã gia tăng các cuộc không tập vào trong thành phố lớn hàng thứ hai của Ukraine và cũng như là các khu vực dân sự xung quanh đó vào ngày thứ ba giữa lúc mà tổng thống quốc gia này đã lên án các chiến dịch tấn công gây đầy kinh hoàng của Nga. Không ai có thể tha thứ và không ai có thể quên chuyện này. Đó là lời phát biểu của tổng thống Zelensky. Cùng một lượt thì một đoàn cà xe quân sự kéo dài 40 dặm của Nga với hàng trăm chiếc xe tăng và các chiếc uh, thiết xa đang trên đường nhắm vào thủ đô Kiev, nơi mà giới tây phương e ngại rằng sẽ có một số những uh, uh, cuộc tấn công ráo riết và khốc liệt hơn để chờ để quyết tâm chiếm cái uh, khu vực này của điện kremlin cùng một lượt, thì ông Vladimir Putin đã cho biết rằng là sẽ tiếp tục uh, thực hiện chiếm dịch quân sự của họ ở ngay khu vực bến cảng ở Odessa và thành phố Mariupol nằm ở phía nam. Uh, đây là ngày thứ sáu của cuộc chiến uh, diễn ra giữa lúc mà phía Âu Châu đang lên tiếng và đang quan tâm tới cuộc chiến này được xem là lớn nhất kể từ thời đại nhị thế chiến khi mà Nga gia tăng tất cả các cái mạng lưới quân sự của họ và giữa lúc Âu châu đang tăng cường tất cả lệnh cấm vận nhắm vào Nga tại Kharkiv, tức là thành phố lớn hàng thứ hai của Ukraine, nơi có khoảng 1.5 triệu người sinh sống, có ít nhất 6 người đã bị thiệt mạng trong cái vùng khu vực này sau khi mà một cái tòa building đã bị trúng một trái bom không tập. Các tiếng nổ đã nổ rất là nhiều xung quanh khu vực của cư dân. Kharkiv được xem là một trong những cái thành phố lớn hàng thứ hai về kinh tế và ngay tại cái khu vực một cái công viên của gọi là Freedom Square được xem là cái công viên và cái khu plaza lớn nhất của Kharkiv ở tại Ukraine đã bị trúng và một ít nhất là một trái hỏa tiễn và cuộc tấn công này giữa lúc mà các binh sĩ của Ukraine vẫn tiếp tục chân ra bằng chứng cho thấy là việc nga xâm lăng khu vực của Ukraine không những chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự mà còn nhắm vào mục tiêu dân sự. Họ đã phải bỏ chạy và nhiều chúng tôi đã thấy được rất nhiều những thi thể. Đó là lời phát biểu của một trong những binh sĩ của Ukraine đã cho biết như trên. Đó là bản tin mới nhất liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine. Cùng một lượt, tỷ đoàn xe 40 dặm của nga đã bắt đầu tiến dần về thành phố Kiev ít nhất có 11 người đã bị thiệt mạng và 35 người khác bị thương sau khi mà các chiếc đạn ro các đạn rocket bắn vào Kharkiv cùng một lượt. thì bộ trưởng nội các của Ukraine cho biết rằng các ta đá gạch đã là gần như là đã đổ nát ở khu vực thành phố này. trong khi đó thì phía của thị trưởng của thành phố Kharkiv nói rằng là chính quyền của ông vẫn tiếp tục kiểm soát được thành phố và vẫn chưa có dấu hiệu là thua cho phía nga trong khi đó thì lực lượng nga đã vây chặt thành phố này phía thị trưởng của thành phố này tên là Terekov cho biết là chính phủ vẫn tiếp tục đang có những cái mặt trận ở phía trước và chống lại sự tấn công ráo riết của nga giữa lúc mà các khu vực ở thành phố đã bị tấn công ráo riết và trong khi đó thì ông zelensky trong bài phát địa biểu trước cái nghị viện của âu châu vào ngày thứ ba cho biết là quốc gia của ông sẽ tiếp tiếp tục là tranh đấu để có được cái sự công bằng và khi mà ông muốn gia nhập vào liên hiệp Âu Châu và chúng tôi cần phải có một cái sự công bằng đây là lời phát biểu công ông đã nói trong một cái đoạn video đã gửi tới khu vực à, nghị viện của Nga của Âu Châu sau khi ông nói rằng là ông tin là phía Nga đã nhắm vào các vị trí dân sự ở tại à, Ukraine và gia tăng cái áp lực Ukraine à, gần như là phải à, đầu hàng vô cái điều kiện tuy nhiên thì ông cho biết là các binh sĩ của Ukraine đã chiến đấu rất là mãnh liệt và không có một cái dấu hiệu nào cho thấy là phía Ukraine sẽ đưa ra cái tình hình gọi là đầu hàng. Trong khi đó thì Bộ ngoại giao cũng đã đóng lại cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Belarus và một quốc gia được xem là láng giềng và là một quốc gia ủng hộ cho Nga và cho phép tất cả các nhân viên của Hoa Kỳ rời khỏi Belarus cũng như rời khỏi Nga đi qua một quốc gia khác. Phía Nga cũng đã đóng lại tất cả các cái không phận của họ, bao gồm các quốc gia tại Âu Châu và Canada. Cùng một lượt thì các quốc gia này cũng đóng lại không phận với Nga. Bên cạnh đó, thì công ty Google và các công ty Big Tech đã bắt đầu ra tay chặn đứng tất cả những cái trò tuyên truyền của giới truyền thông của Nga. Các công ty Big Tech đã bắt đầu giới hạn các cái trò tuyên truyền của giới truyền thông của Nga sử dụng tất cả platform của họ để mà đưa ra những cái chính sách tuyên truyền và đưa những cái tin thông tin được xem là bị nhiễu. Google trong ngày thứ ba loan báo rằng họ ngăn chặn tất cả các cái channel youtube nào mà được xem là có tính cách tuyên truyền cho nhà nước cộng sản nga nhà nước của nga à, cùng một lượt thì các công ty khác của hoa kỳ cũng đã bắt đầu tăng cường việc giới hạn khá nhiều những cái lời phát biểu của giới chức trong chính quyền nga và cắt bỏ tất cả những cái tài khoản của chính quyền nga à, và các viên chức của chính quyền nga thay đổi này được đưa ra sau khi có áp lực của cộng đồng quốc tế buộc các công ty truyền thông xã hội là phải chấm dứt và không thể ngăn cản chấm dứt và không thể để cho lực lượng tuyên truyền của nga tiếp tục có những cái tin giả và tin nhiễu ở trên các mạng xã hội đây là bước mà chúng ta cần thiết phải ngăn chặn nga đó là lời phát biểu của một phát ngôn viên của facebook cùng một lượt thì bản tin mới nhất cho biết 70 người binh sĩ của ukraine đã bị thiệt mạng thiệt mạng sau khi mà đạn pháo của nga đã bắn vào một căn cứ ở otika một thành phố nằm giữa kharkiv và kiev ở khu vực được xem là ở khu vực này và trong đó thì một phóng viên ảnh của hãng thông tấn AP cho biết ít nhất họ đã chụp được những tấm hình của một tòa nhà bốn tầng đã bị sụp ở dưới đống đổ nát trong đó thì trên facebook nhà báo này cho biết là quân đội nga và một số nhà cư dân đã bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ vào ngày chủ nhật đó là một trong những báo cáo mới nhất và sáng ngày thứ hai lực lượng của nga vẫn bắt đầu tiếp tục vây chặt cái thành phố lớn hàng thứ hai của Ukraine. Trong khi đó thì các công ty về giải trí cũng đã ngưng lại các cái dự án trình chiếu phim và có những cái dự án giải trí tại Nga. Các công ty gồm có Walt Disney, Sony Pictures và Warner Brothers đã ngân ngưng lại các cuốn phim của họ dự tính trình chiếu tại nước Nga Công ty Walt Disney, Sony Entertainment và Warner Brothers đã cho biết rằng là họ sẽ năm họ sẽ cùng tham gia với danh sách gọi là chống lại Nga đã xâm lấn Ukraine. Disney đã ngưng lại việc mà chiếu tất cả các cuốn phim của họ trên các hệ thống rạp của Nga, bao gồm luôn cuốn phim sắp sửa được, được trình chiếu là Turning Red từ Pisa và trong đó thì công ty này cho biết trong một bản statement. Bên cạnh đó, Warner gọi là Warner Media cũng đã đưa ra một cái thông cáo báo chí cho biết là cuốn phim The Batman đã bị ngưng lại ở tại Nga và cuốn phim này với nam tài tử Robert Pattinson được xem là một người đã có đáng lý là phải có mặt ở tại nước Nga vào ngày thứ năm để mà quảng bá cho cuốn phim này. Chúng tôi vẫn tiếp tục quan sát tình hình và sẽ có những cái quyết định kế tiếp phát ngôn viên của công ty Warner Brothers đã đưa ra và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có những giải pháp hòa bình để giải quyết chuyện này trong khi đó thì công ty Sony Pictures đồng thời cho biết họ đã ngưng lại các cuốn phim của họ trình chiếu trên các đạp hát của nga bao gồm luôn cuốn phim có tên là Morbius dự tính là sẽ dự trình chiếu ở tại nga vào đầu tháng tư đây là một trong những cái phản ứng của các công ty giải trí đã có phản ứng đối với việc nga xâm lấn ukraine cùng một lượt thì công ty Mastercard cũng đã ngăn chặn tất cả các cái nguồn tài chính trong cái lệnh cấm vận đối với nga công ty Mastercard trong ngày thứ hai loan báo họ ngăn chặn hàng loạt tất cả những cái uh, hoạt động tài chính thông qua hệ thống Mastercard của họ và kết quả để uh, đáp ứng cái lời yêu cầu là ban lệnh cấm vận đối với nga khi mà nga xâm lấn Ukraine Công ty này đã ở tại Hoa Kỳ đưa ra một bản statement và nói rằng họ sẽ tiếp tục làm việc với lại các quy tắc được đặt ra và sẽ đáp ứng tất cả những cái lệnh cấm vận trong đó bao gồm việc chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công không gian mạng và công ty này đồng thời cho biết họ cũng sẽ quyên góp ra 2 triệu Mỹ kim cho vấn đề cứu trợ nhân đạo. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu châu vẫn đã ban lệnh cấm vận đối với các viên chức hàng đầu của Điện Kremlin và giới gọi là tinh hoa của Nga trong việc mà buộc họ phải áp lực ông Putin rút quân ra khỏi Ukraine, bao gồm luôn việc mà ngăn chặn ngân hàng trung ương của Nga có thể tiếp cận với hệ thống chuyển ngân script của Hoa Kỳ và của thế giới. Đó là các bản tin cập nhật mới nhất liên quan tới tình hình của Nga ngày hôm nay. Trong khi đó, thì giới tình báo Hoa Kỳ và Tây Phương lên tiếng cảnh báo rằng Putin đã nổi giận về vấn đề mà người dân ở Ukraine đã chỉ trích ông ta trong việc xâm lấn Ukraine và ông ta có thể sẽ mở thêm các cuộc tấn công mới. Ông Putin đang gia tăng cái cái cảm tính của ông ta, tức là cái sự nổi giận của ông ta và có thể tăng cường các cuộc cuộc tấn công càng lúc càng khốc liệt hơn. Ít nhất một viên chức của Hoa Kỳ đã tiết lộ với đài NBC và kết quả các viên chức này cho biết là tình trạng sẽ còn gia tăng hơn nữa và trong đó thì Putin có thể tăng cường các cuộc chiến và các cuộc tấn công mỗi lúc một khốc liệt hơn. Các viên chức của Hoa Kỳ tin rằng Vladimir Putin đang trong tình trạng nổi giận bởi vì ông ta cho rằng là đã ta đánh giá sai lầm về cái sự phản kháng của người dân Ukraine. Kể từ xâm lấn khi xâm lấn Ukraine hồi tuần trước thì lực lượng của Nga đã có cái bước tiến khá chậm và khó tiến được vào thủ đô Kiev như dự tính và trong đó thì họ đã bị sự phản kháng rất mạnh của binh sĩ và các người dân thường ở tại Ukraine và kết quả là Putin đã bị hoang mang gần như là đã bắt đầu có cái thái độ nổi giận hơn theo một viên chức của hoa kỳ đã tiết lộ tin tức tình báo với đài nbc hiện nay thì ông ta có vẻ như đã thiếu bình tĩnh và đã bắt đầu có những cái quyết định đưa ra cứng rắn hơn và khốc liệt hơn đó là một trong những lời phát biểu của viên chức này đối với lại cái việc mà tấn công vào thủ đô kiev Cùng, 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 một lượt thì một viên chức khác của Tây Phương cũng ra cho biết ngày thứ hai là hiện nay đang có những cái hậu quả về việc Nga đang có những cái cuộc tấn công trái riết và chưa biết được ông Putin có thể sẽ đưa ra những quyết định táo bạo hơn và những quyết định này có thể sẽ là những những cái quyết định gây sửng sốt cho thế giới đó là một trong những cái tiết lộ của phía Hoa Kỳ và viên chức tình báo của Hoa Kỳ đối với lại phía của Nga cùng một lượt thì tại Munich một nhạc trưởng đã bị sa thải chỉ vì ông này đã lên tiếng ủng hộ cho cuộc tấn công và xâm lăng của Nga. Tin từ Berlin cho biết người này có tên là Valery uh, Gergiev đã bị đuổi việc trong vai trò một nhạc trưởng của một dàn nhạc hòa tấu và giao hưởng ở tại munich bởi vì ông ta đã ủng hộ cho ông vladimir putin và đã không có và đã lên tiếng từ chối không xem cái việc tấn công ukraine là một cuộc xâm lăng Thị trưởng của thành phố ở Đức đã cho biết như trên. Thị trưởng thành phố Munich có tên là Dieter Reiter đã loan báo quyết định này sau khi mà ông ghép đã từ chối không lên tiếng và nói rằng việc mà Nga tấn công vào Ukraine là một hành động xâm lăng. Ông này vốn là 68 tuổi và là một nhạc trưởng trong một đoàn giao hưởng tại Munich tôi đã nghĩ rằng ông ta phải hiểu được vấn đề. Tuy nhiên ông ta vẫn tỏ thái độ ủng hộ cho nhà độc tài Putin. Đây là một trong những cái quyết định mới nhất và có rất nhiều những cái uh, trung tâm giải trí và những công ty giải trí trên thế giới đã bắt đầu cắt bỏ những nhân vật và những uh, quan hệ với Nga, đặc biệt là ngày hôm qua thì một vài cái đoàn nhà hát nhạc opera tại New York cũng đã cắt đứt các mối quan hệ với các nghệ sĩ và nghệ nhân của Nga. Ngày hôm nay thì thị trưởng thành phố Munich đã à sa uh, thải một nhạc trưởng bởi vì ông này đã lên tiếng ủng hộ và là một người bạn của ông Putin và đồng thời cũng là một nhạc trưởng của dạp hát có tên là Mariinsky Theater. À, và ông ta được xem từng là một uh, người đã điều khiển ban nhạc nổi tiếng ở St Petersburg của Nga cũng như là một số những cái đêm giao hưởng tại nga đây được xem là một trong những cái phản ứng mới nhất của cộng đồng quốc tế đối với việc nga xâm lăng ukraine cùng một lượt thì cộng đồng đồng tính tại ukraine e ngại rằng họ sẽ nằm trong danh sách bị sát hại bởi putin và có rất nhiều người đã phải tìm cách tháo chạy khỏi đây nhiều năm nay thì cái là những cái nhóm người của cộng đồng đồng tính đã trở thành một trong những cái thành phần bình thường trong xã hội và được sinh sống một cách công bằng tại ukraine tuy nhiên nay thì ông vladimir putin đã bắt đầu xâm chiếm ukraine và cộng đồng đồng tính cho biết họ có thể đã nằm trong mục tiêu sát hại của nga sau khi mà phía giới tình báo hoa kỳ đã công bố trong mấy ngày vừa qua về danh sách mà nga muốn thủ tiêu trong đó bao gồm các nhà hoạt động cho nhân quyền, các chính trị gia của Ukraine, một số những nhân vật giải trí nổi tiếng của Ukraine và bao gồm luôn cả những người đứng đầu trong cái uh, tổ chức đồng tính tại Ukraine và hiện nay thì những người này đang tìm cách tháo chạy khỏi Ukraine, một số người trong họ là vẫn chưa có quốc tịch của Ukraine. Họ đang lo ngại trong giờ phút này họ sẽ bị uh, uh, trở thành mục tiêu và chúng tôi sẽ mất tất cả những gì chúng tôi có đó là lời phát biểu của ít nhất một trong những nhân vật được xem là phối hợp của một tổ chức đồng tính tại Ukraine đã lên tiếng cho biết như trên, trong một cuộc họp qua màn hình Zoom. Cộng đồng này kêu gọi các quốc gia Tây phương là hỗ trợ để cho cộng đồng đồng tính của họ có thể là đào thoát và tị nạn tới những quốc gia có đường biên giới với lại Ukraine, đặc biệt là ở Ba Lan. Trong khi đó, thì lực lượng của ông Putin đã tiến đến gần thủ đô Kiev với một đoàn quân sự kéo dài 40 dặm, hàng trăm chiếc xe tăng và thiết giáp đang trên đường là tiến và tiến tới gần thủ đô Kiev giữa lúc mà họ cả đang có mở cuộc tấn công ráo riết vào thủ đô Kharkiv, một một cái uh, thành phố lớn hàng thứ hai của uh, Ukraine ngày hôm nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ukraine. Trong khi đó, thì uh, anh quốc tuyên bố là sẽ có lệnh cấm vận toàn diện đối với cá nhân ông Putin và sẽ truy tố ông ta về tội ác chiến tranh. Chính quyền của Anh quốc trong ngày thứ ba cảnh cáo rằng ông Vladimir Putin và các chỉ huy dưới quyền của ông ta trong chiến dịch tại Ukraine có sẽ sẽ đối diện với các cáo buộc về tội ác chiến tranh và lệnh cấm vận của Tây phương sẽ kéo dài cho tới khi nào những nhân vật này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn những hành động của họ trong chuyến viếng thăm Ba Lan thì thủ tướng của anh là ông Boris Johnson đã lên án ông Putin đã có những cái hành động được xem là vô nhân đạo khi nhắm vào giới thường dân của Ukraine sau khi mà có báo cáo về một số thường dân đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga. Cuộc tấn công ở Kharkiv đã phá hủy một trường học và theo thường trình của thị trưởng tại đây, ít nhất là 11 thường dân đã bị thiệt mạng. Và trong cái trang đầu tiên của các báo chí của Anh đã đưa ra hình ảnh của Ít nhất là hai cô gái đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga tại Ukraine với ngôn ngữ là nói rằng đây là một cái gì mà chúng ta sẽ chứng minh cho ông Putin thấy. Ông Boris Johnson nói rằng Nga sẽ đã underestimate, tức là đã không tính trước được cái việc người dân Ukraine đã mạnh mẽ bảo vệ lãnh thổ của họ và đoàn kết cùng với lại sự hỗ trợ của Tây Phương để mà chống đối lại sự xâm lăng của Nga. Chúng ta đang tiếp tục gia tăng cái áp lực về kinh tế. Ông đã phát biểu sau khi mà có cuộc gặp gỡ chung với lại các thành viên của Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ để mà tham gia lệnh cấm vận với nga, đặc biệt là cái ngân hàng lớn nhất của nga gọi là Sberbank. Biến chuyển này diễn ra giữa lúc mà chính quyền Anh cho biết họ đã đóng băng tất cả các tài sản của nga và ra lệnh cho các bến cảng của Anh là phải ngăn chặn không cho bất kỳ một chiếc tàu nào của nga được cập bến. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của Anh nhắm vào nga sau khi mà nga đã đưa ra lệnh tấn công đối với lại Ukraine và có những hành động được xem là sát hại thường dân cùng một lượt thì thủ tướng của hungary đang đối diện với áp lực là phải cắt bỏ các mối quan hệ của ông ta với lại ông putin tin từ budapest cho biết là một trong những nhân vật uh cánh hữu của Hungary là thủ tướng là ông Viktor Orbán đang đối diện với lại một cái áp lực mạnh mẽ là phải cắt bỏ các mối quan hệ chính trị của ông ta và ông Putin kéo dài một thập niên qua và nền kinh tế của Hungary với Nga trong lúc mà ông ta đang đứng giữa liên hiệp Âu châu. Trong vài tuần qua thì Vladimir Putin đã bắt bắt đầu đưa hàng ngàn binh sĩ tới biên giới của Ukraine trước khi xâm lấn và Hungary là một à, cái quốc gia nằm ở phía đông và ông Oban đã lên án việc à lên án cái việc mà trú đóng quân này. Tuy nhiên ông ta vẫn không có đưa ra lệnh cấm vận và với cái tình trạng căng thẳng này, ông ta đã bay tới à, đã từng bay tới Moscow để gặp gỡ ông Putin tại điện Kremlin và trong đó thì à, họ được xem là đồng minh thân cận và đã có cái mối quan hệ giao hảo rất thân thiết. Nay cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến cho ông này phải đối diện với áp lực mạnh mẽ là cắt bỏ tất cả các mối quan hệ cá nhân của ông ta với Putin. Đồng thời là cắt bỏ tất cả các mối quan hệ kinh tế của hungary và với nga à, mặc dù ông orbán đã không nhắc tên của ông putin tuy nhiên ông ta cho rằng các dùng tất cả các chiến dịch quân sự để xâm lăng là một hành động không thể chấp nhận được. Sau khi mà ông ta đã bị lên án bởi một số quốc gia thành viên trong liên hiệp Âu Châu. À, trong khi đó thì à, ông này cho biết là vẫn tiếp tục có một cái à, à, lời tuyên bố được xem là khá ôn hòa và không tránh không dùng cái tên của ông Putin trong các lời tuyên bố của ông ta. Hiện nay thì ông Orbán là thủ tướng của Hungary đang phải đối diện với đảng đối lập và một số những sự chỉ trích của dân chúng Hungary sau khi mà ông ta có thái độ rất thân thiện với ông Putin và được xem là một đồng minh đối tác kinh tế thân cận của Nga sau khi mà Nga đã chiếm Crimea từ năm 2014. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hungary và của Nga ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì các thành viên Đảng Cộng hòa đã đứng chung trong một cái nghị quyết đòi hỏi Nga mất đi quyền thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bản tin mới nhất cho biết là hàng loạt các thành viên cao cấp của đảng cộng hòa đã giới thiệu một cái nghị quyết trong đó kêu gọi ông tổng thống joe biden là áp lực liên hiệp quốc để loại trừ nga ra khỏi cái vai trò thành viên thường trực của hội đồng bảo an liên hiệp quốc nơi mà đã cho nga cái lá phiếu phủ quyết rất nhiều những cái nghị quyết của liên hiệp quốc nỗ lực này của đảng cộng hòa và được đưa ra bởi thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của tiểu bang Tennessee và dân biểu Claudia Tenney của New York trong đó là diễn ra giữa lúc mà Nga đã bỏ phiếu chống lại cái nghị quyết lên án Nga ở hội đồng Bảo an Liên Quốc trong việc xâm lấn Ukraine. Chính quyền của Nga đã có hành động sát hại những người dân Ukraine vô tội, đã có những cái hành động vi phạm tội ác chiến tranh và xâm phạm một quốc gia có chủ quyền

thì Moscow đã đưa ra quyết định đã ngăn chặn một cái à, à, nghị quyết của Liên Hợp Quốc trong cái vai trò là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Nga cần phải bị trục xuất ra khỏi cộng đồng quốc tế bà Marsha Blackburn đã đưa ra trong một bản statement Putin đã tìm cách tái lập lại một cái đế chế của Liên bang Xô Viết và đại sứ của ông ta không nên cho phép có mặt ở trong Liên Hợp Quốc để bỏ phiếu phủ quyết ở tại đây và trong đó rõ ràng phía Liên bang Nga đã sử dụng cái vị thế của họ để có thể ngăn chặn tất tất cả những cái uh, hành những cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó thì bà Tenny lên tiếng nói thêm rằng phía Nga đã có một cái thái độ rất là nguy hiểm và lạm dụng cái vai trò của họ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để ngăn chặn và họ chịu trách nhiệm cho những hành động bất hợp pháp và cuộc xâm chiếm vào một quốc gia có chủ quyền. Nghị quyết này cần phải loại trừ họ ra khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là vai trò thành viên thường trực và nó không có nghĩa là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ dừng lại trước những cái trò của Nga. Cùng một lượt thì cái nghị quyết này đã được sự bảo trợ của các thành viên của đảng Cộng Hòa gồm có thượng nghị sĩ Kevin Cramer của North Dakota, Chuck Clashy và Johnny Ursh của Iowa, Rick Scott của Florida và Cindy Hyde Smith của Mississippi. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của các nhà nhà lập pháp của Hoa Kỳ đối với hành động Nga xâm chiếm Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ukraine và của Nga cũng như của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó thì ít nhất là 8 quốc gia nằm trong Liên Hiệp Âu Châu đã kêu gọi ngay lập tức có cuộc đối thoại để nhận Ukraine trở thành thành viên. Ít nhất là có 8 thành viên ở trong quốc gia ở phía đông của Âu Châu nằm trong Liên Hiệp Âu Châu đã thúc giục kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu là phải có một cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức để nhận Ukraine là một thành viên của Liên Hiệp Âu Châu và sẵn sàng hỗ trợ cho quốc gia này chúng tôi là chủ tịch của à, các thành viên trong liên hiệp Âu châu gồm có Cộng hòa Bungary, Cộng hòa Czech, Cộng hòa Estonia, Cộng hòa Latvia, Cộng hòa Lithuania, Cộng hòa Ba Lan, à, Cộng hòa Slovak à, và kể cả Cộng hòa Slovenia đã mạnh mẽ kêu gọi là Ukraine cần phải được à, gia nhập vào liên hiệp Âu châu trong lá thư đã ghi, ghi ra như trên. Như vậy là lá thư của ông à, Zelensky đã được chấp thuận bởi 8 quốc gia ở phía đông của Âu Châu nằm trong Liên hiệp Âu Châu và kêu gọi có một cuộc họp khẩn cấp để mà nhận Liên hiệp nhận Ukraine trở thành thành viên chính thức của Liên hiệp Âu Châu. Trong khi đó, thì từ Á Châu, Úc đã tuyên bố sẽ tăng cường cái ngân sách hỗ trợ vũ khí cho Ukraine cùng với Đức, Hoa Kỳ để cung cấp sự hỗ trợ quân sự. Bản tin mới nhất cho biết Úc đã cam kết là 70 triệu Úc kim tức là khoảng 50 triệu Mỹ kim để cung cấp các cái vũ khí phòng thủ cho Ukraine bao gồm luôn cả các cái hỏa tiễn và các cái đạn dược à, theo lời của Thủ tướng của Úc là ông Scott Morrison đã đưa ra vào sáng hôm nay ngày thứ ba Úc đã cùng với Hoa Kỳ, Đức đã đề nghị hỗ trợ thêm các cái thiết bị quân sự và các vũ khí cho Kiev. Trong khi đó, camera vẫn tiếp tục có thái độ cứng đắng với với phía Nga trong việc xâm lấn Ukraine. Ông Morrison nói với các thông tin viên vào ngày thứ ba là hầu hết tất cả các cái vũ khí này sẽ gửi trực tiếp đến cho phía của Ukraine. Chúng tôi sẽ gửi đến tất cả những cái hỏa tiễn và chúng tôi sẽ gửi đến tất cả những cái đạn dược để giúp đỡ cho người dân của Ukraine chống lại sự xa xâm lăng của Nga. Mặc dù chúng tôi là một đối tác với lại liên minh nato chứ không phải là thành viên. Ông cho biết những vũ khí này sẽ được trực tiếp và cũng không cho biết rõ là những loại vũ khí nào, bao gồm những đạn dược nào và hỏa tiễn như thế nào. Ông Borisin đồng thời thúc giục công dân của úc là phải đừng có bay từ úc tới ukraine để tham gia vào trong cái lực lượng dân quân chống lại lực lượng quân sự của nga và nói rằng điều này khá nguy hiểm cho công dân của úc đây là một trong những cái lời kêu gọi mới nhất của thủ tướng úc đối với lại tình trạng của ukraine trong khi đó thì một trong những cựu cố vấn của tổng thống trump cho biết là bà việc mà nga và trung quốc đang có chiến lược gọi là đối phó và gây nguy hiểm cho hoa kỳ một trong những cựu cố vấn của cựu tổng thống trump cho biết là nga đã trở thành một trong những cái quốc gia cùng với bắc kinh đang đe dọa trực tiếp tới cái nền dân chủ và cái biểu tượng dân chủ của hoa kỳ ở trên thế giới đó là lời phát biểu của mcfarlane một trong những cựu cố vấn của tổng thống trump bà katie mcfarlane vốn là một phó cố vấn đặc trách về an ninh quốc gia dưới thời của tổng thống trump nói rằng đây là một chiến lược đe dọa từ trung quốc và chiến lược này chiến cái chiến lược này bao gồm việc nga và trung quốc sẽ làm việc chung trong đó thì trung quốc sẽ chiếm lĩnh vực về kỹ thuật về tiền bạc và phía nga thì có được những cái kỹ thuật về quân sự và họ phối hợp với nhau để đe dọa tới cái quyền lợi của hoa kỳ bà McPhailin đã lên tiếng phát biểu mới nhất trong cái cuộc họp của CPAC tức là cái cuộc họp của Đại hội đảng Cộng hòa ở tại Orlando vào ngày 26 tây trong đó bà cho rằng là phía nga và trung quốc đã không có một cái sự giới hạn trong việc đối tác sau khi mà Vladimir Putin đã gặp gỡ tập cận bình ngày 4 tây tháng 2 vừa qua trong lễ khai mạc giải Olympic và trong đó họ đã có một cái bản thông cáo chung dài 5.000 chữ và tuyên bố hai quốc gia sẽ cắn kích trong tất cả các vấn đề quân sự lẫn vấn đề kinh tế và điều này vốn là một cái sự đe dọa đối với khối NATO ở tại Âu Châu và kể cả quyền lợi của Hoa Kỳ cũng như là cái chiến lược của Hoa Kỳ tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đây là lời phát biểu khá mạnh mẽ của một cựu viên chức dưới chính quyền của Tổng thống Trump và lên tiếng và cho rằng chính Tổng thống Trump trước đây đã có cái khả năng kềm chế không để cho Nga mở các cuộc xung đột hoặc là có những cái hành động khiêu khích đối với những quốc gia láng giềng của đường biên giới của ông tra của nga của nga và đến đây thì bà lên tiếng và cho biết rằng chính sách bạc nhược của ông Joe Biden đã dẫn tới một cái cuộc tấn công này của nga nhắm vào Ukraine đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và cái quan điểm của một cựu viên chức Hoa Kỳ liên quan tới Trung Quốc và của nga sau khi đó, đài loan cũng đã tham gia vào lệnh cấm vận và ngăn chặn tất cả nguồn tài chánh của nga, bao gồm luôn việc ngăn chặn tất cả các cái chuyến hàng chở những cái phương tiện y tế tới nga và họ chuyển hướng và hỗ trợ cho ukraine. bản tin mới nhất cho biết là thủ tướng của đài loan là ông su sen trong ngày hôm nay một tay cho biết là đài loan sẽ làm việc với các quốc gia tây phương trong việc mà ban lệnh cấm các ngân hàng của nga thông qua hệ thống SWIFT quốc tế, trong đó không cho phép Nga có thể dùng cái hệ thống này giao dịch với Đài Loan. Đồng thời trong trong đó thì phía Đài Loan cho biết rằng là họ đã gửi một cái chuyến tàu lớn đã chở đầy tất cả những dụng cụ y tế tới cho Ukraine để hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời là ngăn chặn tất cả các việc xuất cản những cái kỹ thuật qua phía Nga trong cái lệnh và tham gia chung cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và, và Liên Hiệp Âu Châu nhắm vào Nga. Trong đó thì à, Bộ trưởng đặc trách về kinh tế của Đài Loan cho biết là cái mức mà à, xuất cản qua Nga trước đây là 1.3 tỷ Mỹ Kim à, xuất cản qua Nga trong năm 2021 và trong đó họ nhập cản khoảng 5 tỷ Mỹ Kim các sản phẩm từ Nga và bây giờ thì Đài Loan đã hoàn toàn ngưng lại việc xuất nhập cản đối với Nga cùng một lượt là họ đóng lại tất cả các cái tài khoản ngân hàng nào có liên hệ tới các ngân hàng của Nga đều bị chấm dứt và trong đó cùng một lượt thì Tổng thống Thái Anh Văn đã ra lệnh chở một cái chuyến tàu rất là chứa đầy tất cả những dụng cụ y tế để hỗ trợ cho người dân Ukraine trước cuộc xâm lấn của nước Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga, của của, của Ukraine và phản ứng của một số quốc gia ở châu đặc biệt là Đài Loan. Trong khi đó, thì phái đoàn cựu viên chức quốc phòng và ngoại giao của Hoa Kỳ đã đặt chân tới Đài Loan sau khi mà được ông Joe Biden chính thức à, nhờ họ đến Đài Loan để củng cố mối quan hệ giữa Đài Loan và của Hoa Kỳ. Một phái đoàn lưỡng đảng các viên chức của và cựu viên chức dưới chính quyền của ông Joe Biden và Tổng thống Trump trước đây đã đáp xuống phi trường Đại Bắc lúc 4 giờ 13 phút chiều giờ thứ ba theo giờ địa phương. Và tất cả những người này sẽ gặp gỡ với các lãnh đạo cao cấp của Đài Loan, bao gồm luôn cả Tổng thống Thái Anh Văn, và sẽ thảo luận về các mối quan hệ giữa Đài Loan và của Hoa Kỳ. trong đó thì các nhân vật này đã được dẫn đầu bởi một nhà nhân vật được xem là nằm đặc trách về chính sách của Bộ Quốc Phòng trước đây là Michel Flournoy được xem là một trong những người phụ trách về chính sách của Bộ Quốc Phòng dưới thời của ông Obama và ông Bush, cựu đặc trách về cái vấn đề chính sách của Quốc Phòng của chính quyền Bush trước đây là Megan O'Sullivan. À, à, cựu cố vấn an ninh quốc gia và đặc trách về khu vực á châu thái bình dương của à, tòa bạch ốc trước đây là michael green cùng với lại cựu giám đốc của à, chương trình á châu thái bình dương tại à, à, và đặc trách về vấn đề cố vấn an ninh quốc gia là evan Medeiros đã có mặt ở tại đài loan trong chuyến viếng thăm đặc biệt này và tại đây thì họ đã được đón tiếp bởi bộ ngoại giao của Hoa Kỳ và họ sẽ gặp gỡ với bà tổng thống Thái Anh Văn cũng như là bộ trưởng quốc phòng của Đài Loan vào ngày thứ tư đồng thời cũng sẽ gặp gỡ với lại thủ tướng Su Ten Sang và một số viên chức khác các giới chức an ninh cho biết đây là chuyến viếng thăm chính thức nhằm củng cố các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan giữa lúc đang có tình trạng khủng hoảng tại Ukraine mà e ngại rằng tình trạng Đài Loan có thể sẽ bị tương tự giống như tình trạng của Ukraine đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của à, Hoa Kỳ liên quan tới Ukraine cùng một lượt thì các nhà nghiên cứu về an ninh mạng cho biết rằng Bắc Kinh đã sử dụng một công cụ mới để tìm cách hắt vào trong các cái công ty và các cái cơ sở của chính quyền liên bang và công cụ mới này mới được phát hiện và có thể nó đã được nghiên cứu trên một tập niên qua Việc phát hiện này được đưa ra bởi một viên chức về nghiên cứu về an ninh của của cái công ty gọi là Cimatec trong đó phát hiện ra ông này vốn là lãnh đạo của một cái cơ sở sản xuất về chip điện tử của công ty Broadcom nói rằng cái công cụ này có tên gọi là Datsing và đây là một cái thứ công cụ mà chúng tôi chưa bao giờ thấy đó là lời phát biểu của Clayton Rodman, một trong những giám đốc đặc trách về cái hạ tầng cơ sở an ninh mạng của Hoa Kỳ gọi tắt là CISA và đây rõ ràng là một trong những cái công cụ thu lượng thông tin chưa từng có và chúng tôi chưa bao giờ thấy được. Đây là lời phát biểu của một viên chức cao cấp cho biết là Trung Quốc đã sử dụng những công cụ mới do họ tự sáng tạo ra để có thể đánh cắp được nhiều thông tin sau khi họ hack vào những cái công ty hoặc là những cái cơ sở của chính quyền liên bang. Trong đó bao gồm luôn tất cả những cái cơ sở của FBI, của cơ quan NSA, tức là National Security Agency cùng với lại 22 công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ đã bị tấn công bởi chính cái công cụ mới này, đây được xem là một trong những lời cáo buộc mạnh mẽ nhất về hoạt động gián điệp trên không gian mạng của cộng sản Trung Quốc. Tòa đại sứ cộng sản Trung Quốc đã không lên tiếng để đáp trả về cái việc phát hiện mới này của phía Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình hoạt động gián điệp của Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Cùng một lượt, thì tổ chức vô danh hacker cho biết họ đã hack vào trong trang web của nhà nước Cộng sản Trung Quốc và Nga để mà ủng hộ cho Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết một trong những tổ chức hacker nổi tiếng trên thế giới nhưng lại lấy tên là vô danh, tức là Anonymous, đã hack vào trong một cái trang web của Trung Quốc, trong đó <laughs> À, họ đã sử dụng tất cả những cái uh, device tức là những cái uh, thiết bị điện tử trong uh, và uh, lên tiếng và nói rằng đây chỉ là một cái lời cảnh báo đối với lại nga trong việc xâm lấn ukraine trong ngày thứ ba thì uh, anonymous đã cho biết rằng họ hack vào cái trang website uh, của trung quốc gọi là chinese culture website trong đó họ upload rất nhiều những cái logo và những cái hình ảnh mà uh, phản đối việc nga xâm lấn ukraine và website này đã bị lấy xuống một ngày sau khi bị tấn công và trong đó thì gần như là cuộc tấn công này là ủng hộ cho cả cả Đài Loan và chính quyền của Ukraine. Đây là cuộc tấn công mới nhất của nhóm hacker Anonymous sau khi mà họ tuyên chiến với chính quyền của Putin và tuyên bố họ sẽ tấn công toàn diện vào các cái trang web và các cái hệ thống server của Bộ Quốc phòng Nga và những viên chức hoặc là những tin anh của Nga đã ủng hộ cho việc xâm lấn của ông Vladimir Putin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và nhóm hacker nổi tiếng của thế giới. Trong khi đó, 10 Hoa Kỳ cùng 10 quốc gia khác đã lên án việc bắt hàng và có cái việc bắn hỏa tiễn của họ. Tin từ Liên Hợp Quốc cho biết Hoa Kỳ cùng 10 quốc gia khác đã lên án việc Bắc Hàn đã bắn thử các hỏa tiễn đạn đạo và cho rằng đây là một cuộc bắn thử bất hợp pháp và gây bất ổn ở khu vực ngay trên à, cái phiên họp của hội đồng bảo an liên hiệp quốc và nói rằng đã vi phạm hàng loạt các cái nghị quyết của liên hiệp quốc cùng chung một cái bản tác minh này, 11 quốc gia đã thúc giục 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là phải có thêm những nghị quyết để ngăn chặn tình trạng Bắc Hàn tiếp tục theo đuổi các chương trình vũ khí của họ và buộc Bắc Hàn phải hủy bỏ tất cả những cái uh, chiến lược gọi là sản xuất các loại vũ khí giết người hàng loạt bao gồm luôn các chương trình hỏa tiễn đạn đạo của họ và phải thực thi tất cả lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Bắc Hàn được xem là một trong những quốc gia ở khu vực phía Bắc và họ cho biết cho biết là ngày chủ nhật họ đã bắn một cái hỏa tiễn với khoảng 300 km và một cái lại hỏa tiễn cỡ 600 km trước khi mà cái hỏa tiễn này rớt xuống ở bờ biển phía đông của Bắc Hàn, phía Bắc Hàn cho rằng. Việc bắn hỏa tiễn này là họ đưa vệ tinh lên satellite Tuy nhiên phía à, đưa cái vệ tinh satellite của họ lên không gian vũ trụ. Tuy nhiên phía Nam Hàn thì nói rằng việc này là không phải như vậy và phía Bắc Hàn lại tiếp tục bắn thử hỏa tiễn đạn đạo. 11 quốc gia bao gồm luôn cả Hoa Kỳ đã lên án gây gắt về việc này À, phía Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có lệnh cấm vận đối với Bắc Hàn từ năm 2006 khi mà họ thử nghiệm các loại nguyên tử và trước đó thì à, đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Nikki Haley cho biết năm 2018 đã có những cái lệnh cấm vận gây gắt hơn à, và ngăn chặn 90% các mặt hàng xuất cảng của à, phía Hoa Kỳ à, của phía Đa, Bắc Hàn để mà trừng phạt họ. Nay thì Bắc Hàn lại tiếp tục bắn thử các cái loại vũ khí này. 11 quốc gia đó bao gồm cả Albania, Brazil, Pháp, à Ý, à, lan Độ, Na Uy, Vương quốc Anh cùng với Úc, Nhật Bản, New Zealand và Nam Hàn cũng như là Hoa Kỳ là các quốc gia đã lên tiếng chỉ trích Bắc Hàn đã có hành động đe dọa và phá vào cái sự ổn định ở khu vực. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn mọi người rất là nhiều cho bản tin này và bây giờ thì như thường lệ chúng ta bước qua phần đọc comment và thảo luận trước khi đọc và comment và thảo luận thì cho phép phong vẫn tiếp tục đưa cái thông báo tuyển các người tham gia vào cuốn phim điện ảnh của TNP Channel và Phượng Mai Official quý vị nào có hứng thú tới ngành điện ảnh và muốn thử mình trong cái vai việc diễn xuất điện ảnh quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại TNB Channel và Phượng Mai Official qua Quốc Thanh là một Assistant Director, phụ tá đạo diễn và Thanh sẽ là cái người cho quý vị biết về cái ngày casting, ngày giờ cũng như địa điểm casting. Chi tiết liên lạc qua số điện thoại là 657 271 9727, 657 271 9727 hoặc quý vị có thể email cho Quốc Thanh qua email là quốc thanh vạn 710 gmail com quốc thanh vạn 710 gmail com để biết thêm chi tiết về ngày giờ địa điểm à, thứ bảy và chủ nhật tuần này thì chúng tôi sẽ mở cuộc casting ngay tại Phượng Mai Studio nha. Rồi nếu quý vị nào mà muốn tham gia, muốn cùng mà có mặt chung trong các cái sản phẩm của TNP Channel và Phượng Mai thì quý vị có thể ghi danh. Rồi bây giờ chúng ta bước qua phần đọc comment nè. Wow, ca Wow à NATO đang quan sát quân Nga đánh chiếm Ukraine chưa tới lúc nào đó à, đổ quân vào là Ukraine NATO quan sát à, thế trận của Nga. No, NATO không đưa quân vào cho tới khi mà NATO chính thức nhận Ukraine là thành viên. Đây là lời tuyên bố của ông Jens Stoltenberg là tổng thư ký của liên minh NATO và kể cả ông Joe Biden là họ sẽ không đưa quân, họ chỉ hỗ trợ vũ khí mà thôi. Còn khi nào đưa quân vào thì lúc đó, khi nào Ukraine chính thức trở thành thành viên của NATO. Quý vị, ngày hôm qua hôm kia có một khán giả họ hiểu lầm ở cái hai cái tổ chức này. Họ nói rằng là NATO chỉ có 27 thành viên, đó là sai. NATO hiện nay có 30 thành viên. Liên hiệp Âu Châu mới là cái tổ chức có 27 thành viên và đây là hai tổ chức hoàn toàn khác biệt nhau. Liên hiệp Âu Châu là một liên minh kinh tế của các quốc gia tại Âu Châu gồm 27 quốc gia. Lúc trước là 28 nhưng Anh đã rời khỏi cái liên hiệp này còn 27 quốc gia. Còn liên minh NATO là một cái liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, có nghĩa là những quốc gia ở khu, khu vực Bắc Đại Tây Dương và đồng minh của họ là nằm trong cái liên minh này. Trong đó không phải chỉ có những quốc gia của Âu Châu mà có cả những quốc gia khác, trong đó có Hoa Kỳ, Canada và kể cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng không nằm trong cái cái vùng lãnh thổ của Âu Châu nhưng họ vẫn là thành viên của NATO. Do đó quý vị phải phân biệt giữa các tổ chức ở tại Âu Châu, Quỹ hội Âu Châu khác, Liên hiệp Âu Châu khác và Liên minh NATO khác nhau nha quý vị. Rồi tiếp tục. À, NATO mà chấp nhận Ukraine vào tổ chức ngay lập tức Nga sẽ rút quân chưa biết. Có thể họ sẽ tấn công luôn. Có thể là cuộc đương đầu giữa lực lượng Nga và NATO luôn. Chứ không phải là NATO vào là họ rút đầu nha. Rồi tiếp tục. À, vào wow, uh, có uh, cuộc đàm phán giữa ukraine và nga không chú cuộc đàm phán đã hoàn toàn thất bại rồi phía nga đòi hỏi phía ukraine là phải buông súng đầu hàng ngay lập tức thì mới đối thoại ngược lại phiếu ukraine đòi hỏi nga phải rút toàn bộ quân của họ ra khỏi lãnh thổ của ukraine thì uh, hai bên đã bị bế tắc ngay chỗ này và đã không có cuộc đà, uh, đàm phán được rồi quý vị nha ok trong vòng một giây Rồi tiếp tục cái uh, phần uh, comment của chúng ta đi. À, xe tăng nga hết xăng hỏi làm sao đánh được? Uh... À à, quý vị, quý vị đã sai. Một vài cái tin về những cái chiếc xe tăng của nga nằm trụ tại đó, không có nghĩa là uh, nga đã hết xăng đâu quý vị. Ngày hôm nay một cái đoàn xe tăng và thiết giáp của nga dài tới bốn dặm đang trên đường tới Kiev đoàn này không phải là một cái đoàn ngắn mà một cái đoàn quân sự ngắn đâu nó dài tới bốn chục dặm mấy trăm chiếc xe tăng lẫn quý vị đang trên đường tiến vào khu vực thủ đô kiev giữa lúc mà họ tấn công cái thành phố lớn hàng thứ hai của của ukraine nha rồi tiếp tục à cá nhân em đánh giá đây là nước cờ sai của Putin cả thế giới đang xem Trung Quốc là ông kẹ tự nhiên nga đứng ra thay vai trò cho Trung Quốc là À, hùng dù hùng đủ hứng đủ trừng phạt cho dù chiếm được Ukraine, Putin cũng thua. Anh cũng nghĩ vậy. Nếu lần này mà Putin vì cái vấn đề mà của Ukraine, mà bây giờ ông ta quyết tâm chiếm được Ukraine đi. Nhưng mà sau khi chiếm được Ukraine thì sẽ là cái gì? Ông ta tốn uh, tổ minh tổn tướng rất là nhiều để chiếm được Ukraine. Nhưng mà sau khi chiếm được Ukraine thì toàn bộ ông ta phải đối diện với sự cô lập của cả thế giới, bao gồm cả kinh tế, quân sự lẫn tài chính. Chiếm được Ukraine nó không làm được cái gì hết. Ông ta nói rằng an ninh quốc phòng thì cũng dừng lại ở chỗ Ukraine thôi và Belarus thôi. Ông ta đâu thể tấn công qua Ba Lan được. Tấn công qua Ba Lan là các quốc gia thành viên của NATO sẽ tấn công ông ta ngay. Vậy thì cuối cùng ông ta chỉ đạt được một cái lý do duy nhất là tạo Ukraine trở thành vùng đệm để có cái khoảng cách giữa lực lượng quân sự nato và cái biên giới của nga nhưng cái giá trả quá đắt tại vì sau trận chiến này ông ta phải đối diện với rất nhiều những cái hậu quả cho dù chiếm được ukraine thứ nhất là cái phần mà tổn thất về nhân mạng và thứ hai là sự bất mãn của chính những binh sĩ nga và gia đình của những binh sĩ nga bị thiệt mạng ở trong cuộc chiến này thứ ba là gần như toàn bộ nền kinh tế của nga đã bị uh, cấm vận, đã bị uh, ngăn chặn. Bây giờ máy bay nga không được đến một số những không phận các quốc gia, rồi tàu của nga cũng không được cập bến. Nga không sử dụng được hệ thống SWIFT, tức là hệ thống chuyển ngân của thế giới. Có nghĩa là tất cả mua bán nên dùng tiền mặt. Rồi quý vị, đây chính là những cái uh, bế tắc, những cái bế tắc mà nga sẽ phải đối diện. Chưa kể, mặc dù bắc kinh đã tuyên bố, tập cận bình tuyên bố là sẽ à, 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 có những cái hợp tác bất à, gọi là unlimited tức là không có giới hạn với nga trong cái cuộc ký kết ngày 4 tây tháng 2 với lại tập cận bình và putin nhưng mà nếu như nga chiếm trọn ukraine thì cộng đồng quốc tế không dừng lại họ sẽ áp lực trung quốc cắt đứt các mối quan hệ với nga nếu như không họ trừng phạt trung quốc luôn thì lúc đó tập cận bình cũng phải bỏ rơi putin để cắt đứt tất cả mối quan hệ của Nga. Thì quý vị, lúc đó Nga sẽ phải đối diện với sự cô lập toàn bộ của thế giới. Thì dù có chiếm được Ukraine, hậu quả của cái việc xâm chiếm này, nó chỉ mang tới được một cái mục tiêu duy nhất giai đoạn trước mắt thôi. Là Nga có một vùng trái đệm khoảng cách với NATO. Nhưng mà bù lại cái giá trả quá đắt. Cả nhân mạng, cả kinh tế. Và lần này là lại cho thế giới thấy được cái cái tiềm năng thật sự quân lực của Nga sau khi tấn công Ukraine. Và dù có chiếm được Ukraine cũng chưa được toàn diện bởi vì người dân Ukraine nếu như bị chiếm toàn quốc, họ sẽ lui vào các khu rừng núi để tổ chức các cuộc tấn công du kích. Thì nó sẽ bất ổn liên tục ở trên lãnh thổ này. Nga cũng chả làm gì được cả. Nga cũng chưa chắc khai thác được tất cả những cái tiềm năng khoáng sản của Ukraine đâu tại vì người dân ukraine họ sẽ không để cho nga làm những chuyện này họ sẽ liên tục tổ chức những cái cuộc à, à, chiến du kích để ngăn chặn do đó tôi nghĩ rằng cuộc chiến này putin có thắng được à, trong cái cuộc chiến quân sự với ukraine nhưng ông ta đã bị thua hoàn toàn nếu như mà cuộc chiến này xong trừ phi là ông ta đi luôn cuộc chiến và tấn công luôn và mở rộng thành một cuộc chiến à, đại thế chiến tức là ông ta đe dọa luôn những quốc gia nằm trong liên minh NATO ở phía bắc của biên giới với Nga. Tức là ông ta ra mặt gọi là uy hiếp luôn cả NATO và sử dụng đi tới tận cùng của cuộc chiến này thì có thể có một cái kết quả khác. Còn nếu như không mà ông ta dừng lại ở Ukraine thôi đó quý vị thì thắng được Ukraine nhưng ông ta thua nhiều thứ khác nha. Rồi tiếp tục à Trung cộng đang quan sát tình hình xem có nên đánh chiếm Đài Loan thời điểm này hay không, họ đang quan sát rất cẩn thận. Họ quan sát rất cẩn thận và các chuyên gia của Hoa Kỳ à, lại có những cái quan điểm khác ngược nhau. Một số chuyên gia thì cho rằng Trung Quốc sẽ lợi dụng cái tình hình rối ren này để tấn công luôn Đài Loan. Nhưng một số chuyên gia từ Ấn Độ thì họ cho ngược lại. Họ nói rằng thời gian này Bắc Kinh chỉ giữ thái độ quan sát viên, họ chưa có động tĩnh gì hết họ muốn coi cái thái độ của nga và cái cuộc chiến xung đột này giữa nga và ukraine và cái phản ứng của cộng đồng quốc tế như thế nào trước khi họ quyết định cho nên thời điểm này họ chưa tấn công đài loan trong khi đó thì một số chuyên gia của tổ chức csis ở tại hoa kỳ thì họ cho rằng là bắc kinh có thể lợi dụng tình hình biến loạn ở tại ukraine để tấn công vào đảo quốc đài loan cả hai cái nhận định của các giới chức quân sự này đều trái ngược nhau hết quý vị Yeah. Trong khi đó thì ngày hôm nay nguyên một phái đoàn cựu quan chức của Hoa Kỳ đã được lệnh của ông Joe Biden là tới thăm viếng Đài Loan. Đây là cái cái cách khá khéo của ông Joe Biden. Tức là ông ta không phái những cái người đang tại chức ở trong nội các ông ta tới thăm Đài Loan. Mà ông ta phái những người đã hết nhiệm kỳ. Trong đó có cả cựu tổng tham mưu trưởng của Hoa Kỳ dưới thời Bush và Obama có cựu cố vấn an ninh quốc gia, có cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của các đời tổng thống của Obama, của à, Bush và kể cả cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng sẽ có mặt ở Đài Loan. Nhưng mà cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ thì ông đi với tính cách riêng, không nằm trong cái lệnh của Joe Biden. Còn Joe Biden đưa tất cả các cựu viên chức này để tránh có gọi là đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Đây được gọi là một cuộc chiến viếng thăm gọi là unofficial. Tức là chuyến viếng thăm bán chính thức thôi. Chứ không phải là chính thức của các viên chức nằm trong nội các của ông ta. Nha. Rồi tiếp tục. <laughs> Belarus và Czech Nga tham chiến hỗ trợ Nga sau NATO không tham chiến như vậy. Đó là quyết định của quy tắc của NATO. Chứ không phải là không. Quy tắc của NATO là chỉ bảo vệ cho những quốc gia thành viên. Đó là quy tắc của NATO. Còn nhà hay là Belarus, họ là đồng minh của Nga, họ có quyền đưa ra quyết định của họ. Họ có quyền tham chiến hay không tham chiến. Nhưng các quốc gia trong Liên minh NATO, họ có quy tắc riêng của họ là chỉ bảo vệ những quốc gia nằm trong lãnh thổ của các thành viên NATO thôi. Nha, ok. Rồi tiếp tục. À, wow. Đàm phán theo liệu có lợi cho Nga làm sao Ukraine chấp nhận được. Ok. Rồi. À, tên lửa cho chống tăng vác vai có thể thể hiện rõ quy lực khi cầm chân được quân nga ten anh Von putin có rút quân hay xa lầy vào ukraine về anh theo tôi nghĩ đánh giá của cuộc tình báo ngày hôm nay putin nổi giận tức là ông ta đã bắt đầu thiếu bình tĩnh khi mà đến hôm nay là cuộc tấn công là tối ngày thứ tư tuần trước rạng sáng ngày thứ năm hôm nay là ngày thứ ba tức là 6 ngày rồi chưa là là có gần một tuần lễ rồi mà thủ đô Kiev thì lại nằm gần ở Belarus, nơi mà ông Putin nhắm chủ lực cái lực lượng của ông ta tấn công vào đây. Cùng với bây giờ là lực lượng Belarus cũng tuyên bố sẽ tham chiến luôn mà vẫn chưa tiến vào được thủ đô Kiev. Thì có vẻ như là nó đã ông ta đánh giá sai lầm lực lượng của mình rồi. Và ông ta đánh giá sai lầm cái khả năng phản kháng của người dân Ukraine rồi. Thì quý vị do đó thì ông ta nổi giận thì có thể ông ta sẽ đi tới quyết định khốc liệt hơn đó là đánh giá của giới chức tình báo hoa kỳ có nghĩa là ông ta đã thiếu bình tĩnh và sẽ đưa ra những cái lệnh tấn công quyết liệt hơn và sử dụng những cái vũ khí hạng nặng hơn để quyết tâm đánh chiếm được kiev thì điều này là có khả năng xảy ra trong một hai ngày tới bởi vì việc tấn công này nó đã ngoài tầm dự liệu của ông ta Ông ta dự tính trong 48 tới 72 tiếng là đánh chiếm được Kiev. Nhưng điều này đã không xảy ra. Ông ta dự tính là tổng thống nhà của Ukraine là Zelensky sẽ giống như tổng thống Afghanistan là bỏ chạy trước khi cuộc chiến bắt đầu. Hay ngay sau khi cuộc chiến bắt đầu. Nhưng bất ngờ ông Zelensky và kể cả ông cựu tổng thống là Poroshenko cũng cầm súng ở lại tiếp tục chiến đấu ở thủ đô Kiev. Và thị trưởng của thành phố Kiev cũng quyết định ở lại luôn tất cả những nhân vật lãnh đạo của Ukraine nói chung và Kiev nói riêng đều quyết định ở lại hết. Thì điều này là ngoài ngoài cái dự tính của ông ta. Tại vì cái thái thái độ ở lại tham chiến này nó đã kích thích rất mạnh không những cho người dân ở Ukraine mà kể cả những người ở bên ngoài Ukraine, tức là thuộc Hoa Kỳ và Canada quý vị nhớ ngày hôm qua tôi có đưa tin đó, Hoa Kỳ và Canada đã có một số công dân bay tới Ukraine, bay tới Ba Lan để đi vào Ukraine chiến đấu bên cạnh người dân của Ukraine. Tức là cái thái độ của ông Zelensky không những là đã làm cho người dân Ukraine cảm thấy vững tin hơn mà kể cả những thành viên những người ở bên ngoài Ukraine họ cũng cảm thấy cần phải hỗ trợ chúng ta. Chính đây là một trong những cái điều mà ngoài dự tính của Putin nha. Rồi tiếp tục à Wow, à, có thể Putin đi tới quyết định dùng vũ khí hạt nhân do bị dùng ép từ nhiều nước trên thế giới. Điều này là đã được cảnh báo và Putin đã chính thức ra lệnh cho lực lượng nguyên tử đã nằm trong tình trạng báo động và ngày hôm à, tối ngày hôm kia thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nga đã nói rằng là lực lượng nguyên tử của họ đã sẵn sàng và hình như cách đây khoảng à, 24 tiếng đồng hồ thì một số những cái à, xe mà chở những cái đầu đạn nguyên tử của Nga đã bắt đầu có mặt ở tại ngay thủ đô Moscow của Nga luôn. Ngay tại thủ đô Moscow của Nga luôn. Có nghĩa là chưa biết được nhưng mà khá nguy hiểm đó quý vị nha. Rồi tiếp tục. Wow. Nga lỡ leo lưng cọp tiến thoái lưỡng nang nên ông Tổng thống Nga đang nóng giận mất kiểm soát. Đó là đánh giá của cơ quan tình báo Hoa Kỳ nha. Theo Phong siết chặt Swift lên nước Nga làm tăng thêm khủng hoảng trầm trọng lên chế độ Putin nhưng đồng thời cũng đã ảnh hưởng trên toàn cầu. Ngày hôm qua người đứng đầu trong cái đặc trách về quỹ ban kinh tế của Liên Hiệp Âu Châu đã cho biết rằng là tình trạng cấm vận với Nga đã ảnh hưởng tới toàn cầu và điều này nó nguy hiểm. Ông ta cảnh cá báo là nó, việc mà ngăn chặn Nga sử dụng hệ thống SWIFT của Hoa Kỳ. Thì bây giờ cái thị trường tiền coin tức là tiền điện tử đang trở nên quá hot và rất nhiều những người dân Nga đã bắt đầu đổi đồng rúp qua đồng tiền điện tử. Tức là ngăn cấm hệ thống swipe nhưng mà cái hệ thống tiền điện tử thì nó không nằm trong hệ thống swipe. Tiền điện tử nó nằm ở một cái không gian riêng biệt, nó không dính dáng gì tới tiền giấy ở dưới hết. Thì bây giờ quý vị, thị trường này bây giờ đang hot và sự trao đổi gần như là ngẹt luôn đó. Trong mấy ngày qua sau khi mà Âu Châu, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới ban lệnh cấm vận đối với Nga thì thị trường tiền điện tử đã trở nên nghẹt cứng luôn. Và bây giờ thì chưa biết như thế nào nhưng mà có được một điều tôi thấy rõ ràng cuộc chiến này không phải chỉ trên cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Mà cuộc chiến này rõ ràng là cuộc chiến đối đầu khá gay gắt và cho thấy rằng Nga không những họ mạnh về cái vấn đề gọi là quân sự mà họ còn mạnh về cái vấn đề hacker cho tới ngày hôm nay thì anonymous tuyên bố rằng họ đã tấn công vào một số bộ quốc phòng của nga các cái server của nga nhưng hình như chưa thành công cái hệ thống phòng thủ của nga và lực lượng hacker của nga có vẻ như là có một cuộc đối đầu rất gây gắt với lại cái toàn bộ lực lượng hacker trên toàn thế giới không phải chỉ có lực lượng hacker anonymous mà còn nhiều lực lượng hacker khác đang tấn công vào các cái server của bộ quốc phòng nga và các cái cái hệ thống network của chính quyền liên bang Nga nhưng có vẻ như chưa thành công tại vì tới ngày hôm nay thì ngoại trừ những cái báo cáo một chiều từ phía Anonymous cho biết họ đã thành công tấn công vào các cái trang web của Nga họ tấn công vào các cái trang tuyên truyền thì có, như vì, ví dụ như cái trang RT là cái, cái công ty truyền thông tuyên truyền lớn nhất của Nga đó thì đã bị họ đánh sập một phần nào cái server nhưng mà phía bộ quốc phòng của Nga hình như là chưa có bị si nhê gì trong các cuộc tấn công này. Ngoài trừ một số những cơ quan tuyên truyền của Putin ra, thì tất cả những cái hệ thống khác có vẻ như là đã được bảo vệ khá vững chắc bởi lực lượng hacker của Nga. Có nghĩa là cuộc chiến này không phải chỉ xảy ra trên lãnh thổ của Ukraine, mà nó đang xảy ra ngay trong nước Nga luôn. Cuộc chiến này đối đầu giữa lực lượng hacker trên thế giới và lực lượng hacker của Nga, nha quý vị. Rồi, tiếp tục. À, nếu Ukraine được công nhận là thành viên của NATO thì NATO đưa quân vào Ukraine không? Yes. Nếu Ukraine được nhận là ngay lập tức NATO đưa quân vào ngay. Bởi vì trên quy tắc của NATO là bất kỳ một thành viên nào của mình mà bị xâm phạm là các quốc gia còn lại sẽ đứng chung và sẽ đối đầu với kẻ thù của quốc gia đó. Thì bây giờ nếu như Ukraine chính thức được nhận vào NATO thì có nghĩa là NATO đã có chính danh và ngay lập tức họ sẽ phải đưa quân vào Ukraine họ sẽ phải đưa quân chứ không phải là có thể đâu. Tại vì đó là quy tắc chung của Liên minh NATO. Bất kỳ một quốc gia thành viên nào bị uy hiếp, bị đe dọa là họ sẽ có phản ứng ngay nha. Rồi tiếp tục à wow. Nga bị cô lập có khi nào Putin chơi không gì để mất à À, không anh bởi tài khoản của Nga đã bị đóng băng cho nên tôi nói quý vị là cái đánh giá của giới chức tình báo Hoa Kỳ à, có thể có thể tin được là putin có thể đi hết con đường của ông ta nếu như mà cái mức gia tăng lệnh tại vì khi chiến tranh lệnh cấm vận chưa có tác động lệnh cấm vận chỉ có tác động sau khi có chiến tranh thôi sau khi mà chiến tranh chấm dứt thôi còn lệnh cấm vận trước khi chiến tranh chấm dứt thì quý vị nó không có tác động nhiều nó không có tác động nhiều vì khi chiến tranh bùng nổ thì đương nhiên các đường hàng không đều bị ngưng lại bởi vì nguy hiểm bởi đạn pháo và hỏa tiễn thứ hai là cái các cái tàu bè di chuyển cũng đã bị giới hạn và thứ ba là các cái hệ thống chuyển ngân cũng đình trệ không có hoạt động ở những cái khu vực có chiến tranh do đó bây giờ cái lệnh cấm vận ban hành thì nó đưa ra cùng một luật có chiến tranh thì đương nhiên nó chưa có tác động nhiều nó chỉ tác động là khi cuộc chiến tranh kéo dài kéo dài nhiều tháng và nó ảnh hưởng tới nền kinh tế của quốc, của quốc gia bị cấm vận hoặc là sau khi chiến tranh chấm dứt thì nó tác hại nó sẽ có là một cái tác hại rất lớn nhưng trong lúc có chiến tranh hoặc là mới khởi đầu của cuộc chiến thì lệnh cấm vận không có xin nghe lệnh cấm vận không có xin nghe gì cả trong những ngày đầu ít nhất là tôi cho rằng là trong một tháng đầu của cuộc chiến nó chưa xin nghe nhưng nếu cuộc chiến kéo dài bắt đầu từ tháng thứ hai mà kéo dài á, thì lệnh cấm vận bắt đầu tác dụng rất lớn nha quý vị bởi vì lúc đó là cái quốc gia bị cấm vận sẽ không có đủ khả năng tài chánh để tìm kiếm thêm vũ khí, chế tạo thêm vũ khí, đạn dược để cung cấp cho cuộc chiến. Rồi bị giới hạn rất nhiều thứ nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Wow, à, để trận Putin tiếp tục gây hấn, NATO buộc phải chấp nhận đơn gia nhập của Ukraine. Nhờ, cho tới bây giờ họ vẫn chưa nhận. Trong khi đó, ngày hôm qua, thì ông Zelensky đã chính thức muốn gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Và ngày hôm nay đã có 8 thành viên trong Liên Hiệp Âu Châu thuộc khối Đông Âu đã ủng hộ cho lá thư này và kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp, tức là một cái đường đặc biệt, một cái đường hướng đặc biệt để mà thảo luận và chấp nhận Ukraine trở thành thành viên của Liên Hiệp Âu Châu. Thì quý vị, nếu như Liên Hiệp Âu Châu mà nhận vào thành viên đó, thì nó cũng có tác động rất lớn. Lúc đó Liên Hiệp Âu Châu sẽ áp lực Liên minh NATO là phải bảo vệ cho thành viên của họ mà nato thì chỉ bảo vệ cho thành viên của nato thôi thì nếu mà liên hiệp âu châu nhận lá đơn này thì cũng có nghĩa là mở đường cho nato có thể à, ngay bây giờ duyệt xét lá đơn gia nhập nato của ukraine nha yeah. rồi tiếp tục à wow putin sẽ làm nga bị ruồng bỏ và nghèo nàn hơn trung quốc đang đứng xem và chắc chắn không dám động vào Thái quan Thái trong tương lai gần nếu cuộc chiến này kéo dài Thì Putin sẽ bị kẹt Và even ông ta chiếm được cả Ukraine Thì ông ta có lợi thế về mặt quân sự Đe dọa tới các quốc gia Ở phía đông của Âu Châu Nhưng mà Ông ta chỉ được như vậy thôi Còn cái phần thiệt hại sau này còn lại Nó còn khủng khiếp hơn nữa Và ông ta có thể sử dụng tới cái Quyền lực của ông ta Tức là bắt đầu đe dọa trực tiếp Tới những quốc gia nằm trong NATO Mà có đường biên giới với ông ta đó là ba quốc gia: Latvia, Estonia và Lithuania. Ba quốc gia này, hai quốc gia có đường biên giới trực tiếp với lại phía của Nga và một quốc gia là Lithuania thì lại có đường biên giới với lại Belarus và Ba Lan cũng có thể nằm trong tình trạng bị đe dọa. Nếu như lực lượng của Nga trú đóng ở biên giới sát ở biên giới của Ba Lan thì có thể đe dọa tới và lúc đó thì quý vị chưa biết tình hình như thế nào nha. Rồi, tiếp tục Wow, à, Trung Quốc đang theo dõi cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine, không dám tấn công Đài Loan sẽ bị thế giới cô lập. Cho tới giờ phút này họ vẫn đóng vai trò quan sát. Tuy nhiên, ngày hôm qua họ đã đưa ra hai hành động mà cho thấy rõ ràng họ đứng về phía Nga. Thứ nhất là Bộ Ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc từ chối không xem đây là cuộc xâm lăng của Nga nhắm vào Ukraine. Và thứ hai, tại cái hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva. Trung Quốc đã bỏ phiếu phản đối việc truy tố quân đội Nga về tội ác chiến tranh. Trung Quốc đã bỏ phiếu chống, không phải bỏ phiếu trắng nha quý vị, mà bỏ phiếu chống luôn. Trung Quốc và Nga là hai quốc gia bỏ phiếu chống về cái à, nghị quyết này của cái à, cao ủy à, về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nha quý vị. Rõ ràng là Trung Quốc đang đứng à, gần như là Trung Quốc giữ vai trò quan sát khá nhiều. Rồi à, ông Zelensky rất giỏi, ông đã tập hợp được sức mạnh của người dân và quân đội Ukraine trong giai đoạn này. Thì quý vị, trong cái tuần lễ, hai tuần lễ đầu, theo đánh giá chủ quan của tôi là hai cái tuần lễ được xem là honeymoon dành cho ông Tổng thống. Bởi vì tất cả người dân đều đứng sau lưng của ông ta để mà ủng hộ cho quyết định của ông ta. Nhưng cái thời gian mà kéo dài đó thì chưa biết được. Thời gian kéo dài của cuộc chiến thì chưa biết được. Cũng giống như Hoa Kỳ, mỗi khi có chiến tranh thì dù có khác biệt cỡ nào thì lưỡng đảng cũng đứng sau lưng của ông tổng thống. Cũng đứng sau lưng ông tổng thống dù khác biệt cỡ nào. Đó, quý vị thấy cái vụ của Ukraine và Nga thì lưỡng đảng đã đứng sau lưng của ông Joe Biden trong các chính sách cứng rắn đối với Nga. Thì ở Ukraine cũng vậy, ông Zelensky đã được người dân đứng sau lưng ủng hộ ông rất quyết liệt. Thì quý vị, đó là cái những cái tuần lễ honeymoon dành cho tổng thống. Còn cái trường hợp kéo dài thì chưa biết được. Cuộc chiến kéo dài thì nó lại ra một cái hậu quả khác nữa. nha Rồi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Wow sáng nay tới 23.230 người xem trên nhà, cái trang youtube của Phong. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi. Trong chương trình Hilton Nhật Ký xin quý vị và các bạn Nhớ đón nghe và theo dõi. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người cũng như sự đóng góp ý kiến của tất cả mọi người. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.